quý vị và các bạn, thôn Đông La 2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm là một xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện, với con đường đỏ dẫn vào thôn dài 7 km. Cuộc sống thiếu thốn khó khăn là như vậy, nhưng những người dân thôn Đông La 2 vẫn được đánh giá cao về phong trào văn hóa, văn nghệ của phụ nữ địa phương. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay giá trị và quyền lợi của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định. Và không phải chỉ có ở những địa phương phát triển mạnh, mà ngay cả một thôn vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại còn rất nhiều khó khăn như thôn Đông La 2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm. Nhưng ở đây, phong trào văn hóa, văn nghệ của người dân lại phát triển rất là mạnh. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Phương Thảo đến với một buổi sinh hoạt của Hội Phụ Nữ thôn Đông La 2 quý vị nhé. Cứ đều đặn hai lần mỗi năm, các chị em phụ nữ thôn Đông La 2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm lại họp mặt nhau vào các ngày lễ 8 tháng 3 và 20 tháng 10. Con đường vào thôn khó khăn là thế, nhưng chưa buổi sinh hoạt nào lại vắng mặt một hội viên. Nào là hái hoa dân chủ, kéo co, cặp đôi hoàn hảo. Rất nhiều các cuộc thi được chị em tự đề xuất, chuẩn bị với nhau và tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Chúng tôi thường tuyên truyền nhau ấy, trong qua các hoạt động của phong trào phụ nữ, rồi các phong trào liên đới khác như là hội nông dân, hội chữ thập đỏ, rồi tất cả chúng tôi cùng có nhiều cái hội như là cựu chiến binh nữa. Chúng tôi rất là đoàn kết và cũng thực hiện và học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh nữa. Là chúng tôi cũng vì đó với hai là sự cái đoàn kết của chúng tôi là rất mạnh. Chị em chúng tôi cũng cố gắng, thì tuy rằng có khó khăn một chút nhưng mà thực tế là cũng cùng nhau đồng lòng đồng sức. Vì mình vào đây là xác định là xây dựng quê hương. Dù cuộc sống còn lắm vất vả khó khăn, như đường xá thì bùn lầy đất đỏ, điện đường thì không có. Thế mà chị em vẫn rủ nhau trong đèn dầu đi họp đầy đủ hàng quý để nghe phổ biến nghị quyết và quyên góp quỹ giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, số quỹ đã lên đến gần 60 triệu đồng, có những quỹ còn lên đến 70-80 triệu. Lộc Đức nói chung và thôn Đông La 2 nói riêng là một đơn vị vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, cái tinh thần của chị em thì rất cao và phong trào thể dục thể thao ở tại xã cũng như là thôn Đông La 2 là một trong những đơn vị là nổi bật đối với huyện Bảo Lâm. Phải đến với thôn Đông La 2 một lần thì mới có thể thấy được tình làng nghĩa xóm và tinh thần của chị em phụ nữ nơi đây đáng quý như thế nào. Và đặc biệt, để cho chị em có thời gian tham gia những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ như thế là cả một sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình của những người đàn ông. Họ sẵn sàng làm việc nhà, trông nom con cái và kể cả đến cổ vũ cho vợ. Vậy mới thấy Đông La 2 là một minh chứng của vùng đất mà cái tình, cái nghĩa còn cao hơn cả vật chất xa hoa. Một cái nơi rất là thích hợp để đặt. Nó tại vì thứ nhất là vô những cái mùa du lịch mình cứ nghe những câu là bị chặt, bị chém. Thì cái này hoàn toàn không bị gì hết mà là nó có giá ni sẵn trên đó. Mình cứ vậy mình lựa rồi mình bỏ tiền vô mình mua.